tin nhảm học sinh lớp 3 tác động khiến bạn tử vong, bị công an mời làm việc. Tạm đình chỉ nữ giáo viên tác động học sinh trong lớp. Xe chở rác cán tử vong nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe máy va chạm xe container, đôi nam nữ thương vong. Thông tin nhảm học sinh lớp 3 tác động khiến bạn tử vong, bị công an mời làm việc. Chiều 29 tháng 10, đội an ninh công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông xử lý một nam thanh niên thông tin giả làm hoang mang dư luận. Trưa cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ thông tin Bình Dương, Định Hòa, học sinh lớp 3, 8 tuổi, tác động khiến bạn tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn là trường tiểu học Định Hòa 1 và trường tiểu học Định Hòa 2 kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, cả hai trường đều khẳng định không xảy ra sự việc như thông tin đã lan truyền. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an phường Định Hòa đã mời chủ tài khoản Facebook Nam Pham lên trụ sở làm việc. Tại Công an phường, thanh niên khai tên Phạm Văn Đệ, sinh năm 1998, tạm trú thành phố Thủ Dầu Một. Phạm Văn Đệ cho biết chỉ nghe người làm chung trong công ty kể lại, chưa xác minh được sự việc nhưng đã tự ý đăng và bình luận trên trang cá nhân Facebook Nam Pham và trang Facebook Bình Dương 24 giờ. Hiện, Công an phường Định Hòa đang phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông và đội an ninh Công an thành phố Thủ Dầu Một xử lý vụ việc. Tạm đình chỉ nữ giáo viên tác động học sinh trong lớp. Ngày 29 tháng 10, trao đổi với báo Giao thông, bà Võ Đào Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên VTT. Hiệu lực của quyết định tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 cho đến khi cơ quan công an có kết luận chính thức, bà Võ Đào Hoa nói. Cũng theo bà Hoa, sự việc cô giáo VTT có hành vi tác động học sinh vì phụ huynh tố cáo thì hiện nay phía cơ quan công an đang làm rõ, chưa có kết luận cụ thể. Trước đó, ngày 11 tháng 10, phụ huynh em TPN lớp 1B trường tiểu học Ba Đình phản ánh con mình bị cô giáo chủ nhiệm VTT tác động bầm tím người. Em N bị cô T dùng tay tác động nhiều lần vào lưng và véo tai của em. Sau khi kiểm tra, bước đầu, cô T cho biết do thấy học sinh N mang đồ chơi đến lớp để chơi trong giờ học thì không kiềm chế được, đã dùng tay xoắn tay và vỗ vào lưng, đầu của em N. Cũng theo bà Hoa, đây không phải là lần đầu tiên cô giáo VTT tác động học sinh trong năm 2023 đến năm 2024. Cô T cũng đã có hành vi tác động một học sinh lớp 1, nhưng lần đó, cô T chỉ bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm và phụ huynh lớp đó ký đơn xác nhận để cô T tiếp tục dạy học, có cơ hội sửa sai. Xe chở rác cán tử vong nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, gần 23 giờ ngày 29 tháng 10, xe chở rác biển số 51D40217 do nam tài xế 49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, lái xe trên quốc lộ 50 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi phương tiện đến đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, xảy ra va chạm với xe máy biển số 59DB41794 do nam thanh niên cầm lái, chở một cô gái ngồi sau đang chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm đôi nam nữ ngã xuống đường, cô gái ngã may mắn thoát nạn, nam thanh niên ngã vào trong gầm xe rác tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh và Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân tử vong tên PST, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Xe máy va chạm xe container, đôi nam nữ thương vong. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 29 tháng 10, xe container biển số 64C07679 chạy trên tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường đi quốc lộ 22. Khi đến ngã tư Tân Quy, xã Tân Thạch Tây, huyện Củ Chi thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên cầm lái chở theo một cô gái. Tai nạn làm đôi nam nữ và xe máy ngã xuống đường, hai nạn nhân bị bánh xe container cán qua người, bị thương rất nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi và Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Do hiện trường nằm chắn giữa ngã tư, khiến cho việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đi đám tang người thân, hai người bị xe tông khiến một người tử vong. Tối 29 tháng 10, nguồn tin báo giao thông cho biết, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại km 1403-350 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Trước đó, xe ô tô khách 46 chỗ, biển số 79F002XX do ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1972, trú tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh điều khiển, chạy theo hướng Nam Bắc. Khi đến Lý Trình thì va chạm với xe máy bị kiểm soát 79B1229XX lưu thông cùng chiều. Trên xe máy có hai người là ông DVH, sinh năm 1961 và ông LDN, sinh năm 1957, cùng trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chưa rõ người cầm lái. Cú tông mạnh khiến xe máy bị đẩy đi một đoạn dài. Vụ tai nạn khiến ông H tử vong tại chỗ, còn ông N bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết, ông H và ông N mới từ Thanh Hóa vào đám ma người thân thì gặp nạn. Hiện, Công an huyện Vạn Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
thu giữ hơn 700 viên kim cương tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một ngư dân bị phạt vì dong thuyền ra khơi giữa bãi Chami. Người phụ nữ bị chồng hờ tác động suốt 13 giờ. Quảng Bình, nước lũ dâng cao, cảnh sát giao thông dùng cano đưa cụ ông bị tai biến đi cấp cứu. Nhóm thanh niên thuê căn hộ ở Đà Lạt mở tiệc ma túy mừng sinh nhật. Thu giữ hơn 700 viên kim cương tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10, đơn vị này phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện ông PSH, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh vào Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép kim cương. Theo kết quả điều tra ban đầu, số kim cương do ông PSH vận chuyển trái phép là hơn 700 viên, trong đó có kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận việc vận chuyển trái phép kim cương vào thành phố Hồ Chí Minh để bán lại cho các chủ hàng người Việt. Căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy hành vi của ông PSH có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được quy định tại điều 189 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra truy xét tất cả các đối tượng có liên quan. Một ngư dân bị phạt vì dong thuyền ra khơi giữa bãi Chami. Ngày 29 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một ngư dân địa phương về hành vi dong thuyền thúng ra khơi bắt thủy sản giữa lúc bão Chami hoành hành, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Cụ thể, cơ quan chức năng đã phạt hành chính ông NVH, 51 tuổi, trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, số tiền 4 triệu đồng về hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của cấp có thẩm quyền. Trong quyết định xử phạt, cơ quan chức năng yêu cầu ông H chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, ông H có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên. Trước đó, ngày 27 tháng 10, giữa lúc bão Chami đang tiến vào Biển Đông, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã ban lệnh cấm tất cả tàu thuyền và ngư dân ra khơi để bảo đảm an toàn. Song ông H không chấp hành mà cho thuyền thúng ra biển đánh bắt hải sản trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn và có mưa. Cơ quan chức năng địa phương có mặt yêu cầu ông H quay vào bờ nhưng ông H không chấp hành. Vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ chính thức dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã gửi văn bản tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh về việc kết thúc tìm kiếm cứu nạn do sự cố sập cầu Phong Châu. Việc kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu dừng lại do khu vực cầu Phong Châu có khối lượng bùn, cát, rác lớn, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế bởi nước sông đục, phù sa bồi đắp nhiều nên việc tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ, trục vớt phần còn lại của giàn dầu N7, tháo dỡ, trục vớt giàn dầu N6 và các phương tiện đang chìm dưới sông, đưa lên vị trí tập kết trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông duy trì hoạt động của cầu phao phà Phong Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao và Tam Nông phối hợp chặt chẽ với Lữ công binh 249 đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cầu phao phà Phong Châu, bảo đảm điều kiện cho Lữ đoàn công binh 249 giúp tỉnh tiếp tục đảm bảo cầu phao phà phục vụ nhân dân đi lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối.